Như chỉ làm giấy này của giấy hạt theo đạo giống chính thôi. quy. Còn những người bình thường thì người ta ấy, người người theo đạo bình thường ấy thì người ta vẫn ăn cái này thôi, nhưng mà em theo chính quy là tức là Còn em cái có chính pháp danh mà. quyền thì cho tôi đủ lao được thóc kia, cho tôi đủ lao được thóc kia, hiểu tôi kia vậy. Nhưng mà từ cái đấy là em ăn thịt là thôi, em cũng có theo nữa đâu, bận nữa. Phải theo cái đấy, lúc nào cũng phải theo. Thế em sinh năm bao nhiêu? 94. 94. Vợ con đi chưa? Em có vợ thôi, chưa có con. Ở trên đây sao ít thầy thuốc nhỉ? Em tưởng ở trên rừng núi này thì phải có nhiều thầy thuốc chứ. Em Nó lên cần đây, gì? em lên đây em định học ấy đấy, học lá nước ấy. Em muốn lên đây tìm một thầy nào học biết nhiều về lá để em học. Mà lên đây không có ai học. Thế em muốn học không? Có. Chỉ cho một bà Bà chuyên chuyên lấy thuốc. chuyên đây thuốc lá nhưng mà bà có dạy không Chẳng biết, nhá, không hỏi xem. thì sợ bà không Nhưng dạy thôi. mà bà đấy ở xa, ở trên Mương Chiểm cơ. Mương Chưởng ở cách đây bao bao nhiêu cây, Xa xa lắm không, đi mất tầm bao nhiêu phút, tầm một tiếng tiếng rồi càng nhỉ. đi nhanh thì. Thế các bà hôm qua kia chỉ dâu ấy, người đây hỏi cháu vào làm Làm cái gì? với tầm chú chưa ấy, các bà đấy cũng, À ở đây. nhưng mà bà đấy chuyên làm thuốc đấy. À thế à? Nhưng mà bà đấy không nổi tiếng, Như bà chỉ vừa nói đấy, bà ấy giỏi không? Coi như đã cứu giỏi đói thì cái đầu sao ấy. không giỏi. Tối mai chị cũng gọi điện đấy mà không biết là có gì.